Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại một cây viết đã vắng mặt lâu rồi ở trên kinh. Đó là Cát Hạ, người mà thời gian trước đã gửi đến cho quý thính giả rất nhiều những tập truyện ngắn hay, như là Vong Hiếu Tử, Trị Bất Hiếu Nhân, Những Oan Hồn Ở Bộ Nước, Nghiệp Cha Con Gánh, Ma Chồm Kinh, Lấy Gỗ Người Âm Làm Nhà, Đổi Mạng Ma Thuốc Độc, Đời Bà Can. Đó là những tập truyện ngắn rất là hay của Cát Hạ. Quý thính giả nếu như chưa nghe tập truyện nào, hãy tìm nghe lại nhé, rất là hay. Ngày hôm nay bạn ấy sẽ quay trở lại với chúng ta cùng với một tập truyện ngắn dân gian có tựa đề Lời Độc Trối Chân. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Mùa này, mảnh đất Gia Lai lại được nhuộm một sắc đỏ, xen lẫn giữa những tán lá xanh. Đó cũng là lúc báo hiệu một mùa thu hoạch cà phê đã về. Những cơn mưa cuối mùa dùng dặn cuối cùng cũng dứt hẳn. Tiết trời Tây Nguyên dần chuyển sang cái nắng hanh hao cùng với chút se lạnh. Tôi lại chuẩn bị tất bật cùng bố mẹ rong ruổi làm thuê, lang thang khắp các sườn núi. Đôi bàn tay đã chai sạn này để hái cà thuê cho người ta, chỉ mong gom góp được chút tiền công trả hết món nợ của mẹ. Trước khi sóng gió nổi lên, bầu trời thường rất bình yên. Nhớ lại cách đây 2 năm, tôi vẫn đang là một cô bé hồn nhiên, vô tâm vô tư. Tôi có bố làm nghề mổ lợn, còn mẹ thì dựng quầy bán thịt ở chợ. Tôi là chị cả trong nhà, dưới tôi còn có một cô em gái và một đứa em trai. Chúng tôi sống cùng nhà với ông bà nội, nhưng lại không ăn chung mâm cơm. Vì nhà tôi tuy có của, nhưng nghèo nhất trong số những người con của ông bà. Bố mẹ suốt ngày vắng nhà, ông bà không muốn phải chăm bẵm ba chị em chúng tôi. Một phần nữa là vì tính cách mẹ tôi không hợp với ông bà nội, thường xuyên có lời qua tiếng lại với nhau. Hằng ngày bố hay chạy chiếc xe máy cà tàng đã bị tháo hai bên. Từ xa đã nghe âm thanh máy nổ lạch bạch. Lũ trẻ con trong làng tôi quen gọi là xe bắt lợn. Bố dùng để đi thu mua lợn của các cô chú trong làng nuôi lớn, rồi về tự đứng ra chọc tiết làm thịt. Cứ đến 3 giờ sáng, khi cả xóm làng còn đang ngủ yên, bố mẹ tôi lại rục rịch làm việc ở gian bếp phía sau nhà. Khi nồi nước sôi ùng ục, bố mẹ bật con lợn ra chọc tiết rồi cạo lông. Quá trình diễn ra rất đơn giản, làm loáng một cái, đến 5 giờ sáng đã có thịt lợn nóng hổi mang ra quầy bày bán. Tôi đã quá quen với việc giết mổ của bố mẹ nên cũng chẳng mấy quan tâm. Dù tiếng lợn bị chọc tiết kêu rất thống khổ, nhưng chị em tôi vẫn nằm ngủ ngon lành tới tận trời sáng. Tỉnh dậy, bố mẹ phát cho mỗi đứa 5.000, tự mua đồ ăn sáng rồi đi học. Bố mẹ tập trung buôn bán nên ruộng vườn đã để lại cho người quen làm hết. Đến mùa thì thu một ít lúa về ăn. Tiến là con nhà nông, nhưng ngoài việc học ra, ba chị em tôi không biết làm gì hết. Bố tôi chỉ mua lợn ăn cám gạo, cho nên thịt tươi ngon, chắc thịt. Còn các quầy khác người ta nhập lợn xe về, lợn ăn thức ăn công nghiệp, thịt thường có mùi rất khó chịu. Vì vậy bố mẹ tôi buôn bán rất đắt khách. Chỉ hết nửa buổi sáng là quầy thịt đã bán hết sạch. Ngoài chợ toàn là tiểu thương có kinh tế, rảnh rỗi là tụ tập lại nhiều chuyện với nhau. Tất nhiên không thể thiếu mẹ tôi được rồi. Bán xong sớm, nhưng ngày nào cũng trưa trầy trưa trật, bố mẹ mới về tới nhà. Rồi một ngày kia, phường buôn rộ lên phong trào chơi hụi, với mục đích góp vốn nhằm hỗ trợ nhau trong việc làm ăn. Ban đầu số tiền mẹ chơi chỉ dừng lại ở số tiền trăm, tiền triệu, sau lại tăng dần lên thêm vài con số không. Không dừng lại ở đó,
chủ hụi còn lôi kéo mẹ tôi chơi đầu tư, lấy lãi suất cao. Nhìn vào số tiền lãi mỗi tháng, mẹ tôi không thể kìm được lòng tham. Mẹ còn chủ động đứng ra vay mượn tiền của anh em trong dòng họ để đầu tư lấy nhiều tiền lãi hơn. Tin tưởng vào bà chủ hụi là người làng, người sớm, nên mẹ càng ngày càng xa lầy vào con đường làm mà không có ăn này. Những ngày mới góp vốn, người ta trả lãi cho mẹ rất cao, rất sòng phẳng. Có tiền rồi, mẹ cho chị em tôi sống rất thoải mái. Bị tiền bạc làm cho mở mắt, cả gia đình tôi không hề nhận ra được sự bất thường trong cách làm ăn này của mẹ. Tới một ngày, mây đen xám xịt kéo đến dưới mái nhà nhỏ của tôi. Đó là một buổi sáng mùa hè, mẹ vẫn mở quầy buôn bán như mọi hôm, thì nhận được tin sét đánh ngang tai. Cô Kiều là khách hàng quen tới quầy thịt, nhân tiện hỏi mẹ: "Chị biết tin gì chưa? Bà Hằng mang tiền của mấy người bỏ trốn rồi. Bây giờ người ta kéo đến nhà làm ầm làm ý kìa. Ông chồng bà Hằng bảo không liên quan đến chuyện làm ăn của bà, xong còn đuổi hết người ta về. Cả đám vẫn còn đang nháo nhào trước cửa nhà bà Hằng đó." Sáng mới đến chợ, mẹ tôi còn thắc mắc vì sao mấy quầy bên cạnh nghỉ bán. Hóa ra họ đều biết mà chạy đến nhà bà Hằng hết rồi. Còn mẹ giờ này mới hay tin. Mẹ đang cầm con dao phai chặt xương. Vừa nghe đến đây thì chân tay run rẩy, không còn làm chủ được đường dao nữa. Cũng may lưỡi dao chệch một bên, chứ không thì xong bàn tay của mẹ luôn rồi. Thấy mẹ tôi như người mất hồn, cô Kiều đoán ra được phần nào đó. Cô trợn mắt nói: Trời ơi, đừng nói là chị cũng dính vô bà Hằng đó nha. Chị đổ vào đó nhiều không?" Mặc kệ khách khứa đang đứng chờ, mẹ vứt con dao ra giữa sạp hàng, rồi vội chạy ra chỗ bố. Mấy bà hàng trao ngồi kế bên hóng được chuyện thì đem ra bàn tán sau lưng mẹ tôi. "Đó, lo làm ăn tử tế không chịu, cứ thích làm giàu nhanh cơ. Bây giờ mới sáng mắt ra cả đó." Ai cũng làm được như lời họ nói thì sẽ không ra cớ sự như bây giờ rồi. Cuộc đời mà, đâu có ai biết được chữ ngờ. Trong lúc mẹ bán thì bố thường chạy ra quán nước trước cổng chợ ngồi đợi. Lúc này bố vẫn còn chưa hay biết chuyện gì xảy ra. Thấy mẹ hớt hải chạy tới, bố liền hỏi: "Ủa, sao ông bán mà lại chạy ra đây?" "Anh vào coi quầy cho em đi có việc một tí." Nói xong, mẹ lấy chìa khóa bố để trên bàn, rồi dùng sức đạp xe nổ máy, kéo ga hết cỡ, phóng đi một mạch đến nhà bà Hằng. Tại nhà bà ta, do người ta tập trung đến đông, gây mất trật tự giao thông, nên dân quân và công an xã phải đến can thiệp để đảm bảo an toàn cho mọi người. Đến nơi, mẹ tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần, bởi bà Hằng thực sự đã biến mất. Chồng và con bà ta thì phủi hết trách nhiệm. Ông chồng còn đưa ra tờ giấy ly hôn của hai người họ, khiến cho mọi người mới ngã ngửa ra. Thì ra bà Hằng đã lên kế hoạch lừa đảo từ trước. Công an mời tất cả những người đã đưa tiền cho bà Hằng đầu tư về trụ sở lập biên bản và lấy lời khai. Tạm thời mọi người chỉ có thể đặt chút niềm tin vào pháp luật, với hy vọng lấy lại được tiền của mình. Sau khi xong việc, mẹ tôi thất thần trở về nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Bố con tôi đã ăn cơm trước và đang ngồi đợi mẹ về. Còn mẹ thì nhìn đối từ sáng tới giờ. Vừa bước tới cửa, mẹ đã quỵ xuống rồi khóc lớn, liên tục lặp đi lặp lại mấy chữ: "Mất sạch rồi." Lúc bán hàng, bố cũng nghe phong phanh người ta bàn tán với nhau, nhưng bố không tin cho lắm. Ai đời người làng lại lừa nhau như thế? Chắc bà ta đi du lịch thôi. Người giàu ai mà không ưng đi du lịch chứ. Nên sáng bán xong, mới về chưa bao lâu, còn không biết chuyện gì xảy ra với mẹ.
Bây giờ thấy mẹ như thế, bố bán tính bán nghi hỏi. Mất cái gì cơ? Chạy đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Anh ơi, bà Hằng lấy hết tiền của nhà mình, bỏ trốn rồi. Cái gì? Bà nói lại một lần nữa coi. Bà Hằng ôm tiền bỏ trốn rồi. Số tiền mẹ tôi mang cho bà Hằng đi đầu tư không chỉ có tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, mà còn có tiền của mấy người họ hàng đưa cho mẹ vay. Con số ấy cộng lại lên đến hàng tỷ đồng. Không thể nói mất là mất được. Bố không giữ được bình tĩnh nữa. Bố lớn giọng gằn hỏi. Bà đưa cho bà ta nhiêu tiền rồi? Được bao nhiêu tích góp, em đều đưa cho bà Hằng cả. Cụ thể là bao nhiêu? Khoảng 2 tỷ, cộng với tiền đi vay mượn nữa là hơn 5 tỷ. Số tiền 2 tỷ kia là 20 năm nay gia đình nhỏ của tôi ăn nhờ ở đậu nhà ông bà nội mới tích góp được. Bố mẹ gom góp lại với dự định sẽ cất nhà ra ở riêng trên mảnh đất mà ông bà cho. Không chỉ nhà nội mà các cô chú bên nhà ngoại tôi đều rất giàu có, thương anh thương em. Nên khi mẹ tôi mở miệng nói vay tiền lấy vốn làm ăn thì đều sẵn sàng cho vay. Bây giờ đụng chuyện mới vỡ lẽ ra là mẹ tôi lấy số tiền đó đi làm giàu. Nhưng giàu đâu không thấy, chỉ thấy mất trắng tất cả rồi. Bây giờ không khí trong nhà tôi ảm đạm như thể nhà có tang. Ông bà nội biết được chuyện tài đình mà mẹ gây ra cũng rất buồn rầu và giận mẹ. Còn một chuyện sốc hơn nữa là mẹ đứng ra vay tiền lãi nóng của người khác thấp hơn để đưa cho bà Hằng nhằm ăn chênh lệch tiền lãi. Thật sự nếu không lấy được tiền thì mẹ tôi chỉ có nước bán nhà mà trả nợ. Nhưng chúng tôi làm gì có nhà mà bán. Do thủ đoạn lừa đảo của bà Hằng rất tinh vi, pháp luật chưa thể làm gì bà ta được. Chỉ trách mẹ tôi quá dại dột, tin tưởng người khác đến mức quá đáng, nên tiền đã một đi không thể trở lại. Lãi nóng thì đẻ ra từng ngày, lãi mẹ đẻ lại con. Người ta biết chuyện mẹ tôi bị lừa nên ngày nào cũng đến nhà đòi nợ. Cả gia đình tôi không có ngày nào được yên ổn. Bố tôi quyết định bán đi miếng đất mà ông bà nội đã cho. Số tiền bán đất vẫn không đủ để trả nợ nóng cho mẹ, còn nợ các cô chú thì xin khất trả dần. Ông bà nội rất tức giận với việc làm của mẹ tôi nên đòi từ mặt con dâu, còn nói ra những lời chỉ trích rất thảm tệ. Từ ngày gia đình tôi sa sút, họ hàng làng xóm đều quay lưng. Một hôm em gái tôi qua nhà hàng xóm chơi, tình cờ con gái bà ta bị mất một sợi dây chuyền bạc. Trong một đám trẻ con, bà ta lại quả quyết là do em gái tôi đã lấy sợi dây chuyền đó. Bà ta lôi con gái và em tôi ra quầy thịt giữa chợ mà bắt bà mẹ tôi. Mày về mày dạy lại con mày cho tử tế, hết mẹ lừa đảo rồi đến con ăn cắp vặt à. Bà ta cũng là một trong số những người bị mẹ tôi rủ rê kéo vào chơi hụi. Mẹ tôi mất tiền thì bà ta cũng mất, nên rất cay cú mẹ. Nhân cơ hội này, tổng sỉ vả mẹ tôi. Mẹ tôi không phải dạng vừa, không cần biết ai đúng ai sai, dám đụng tới mẹ tôi thì tới số rồi. Bà đứng thề thốt giữa trời đất. Nhà tao nghèo, chứ chưa từng để con cái thiếu thốn. Con tao mà có cái tính ăn cắp vặt đó, thì con tao sống dở chết dở, cái nhà tao mạc không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Trước lời thề độc của mẹ, bà ta chỉ biết lôi con gái mình về nhà. Sau đó, đúng là em tôi không lấy sợi dây bạc thật, mà do một đứa trẻ khác lấy. Nhưng em tôi thấy người ta ăn cắp mà không nói ra ngay lúc đó, cũng đồng nghĩa với tội tiếp tay cho kẻ trộm. Vài tháng sau, chẳng hiểu sao em tôi lên một trận sốt cao. Khi hết sốt, lại trở thành một đứa trẻ bị chậm chạp,
ý thức mãi dừng lại ở thời điểm trước khi sốt. Ai cũng bảo do mẹ tôi thề độc nên em gái mới thành ra như vậy. Nghiệp từ miệng mà ra. Chuyện của gia đình tôi suốt ngày bị đưa ra làm chủ đề bàn tán cho mấy người lắm chuyện ở quê. Có người còn bảo do bố mẹ tôi sát sinh, giết mổ nhiều nên gánh lấy cái nghiệp báo. Theo tôi thấy, làm nhân thì sát vật, cuộc sống này mới tuần hoàn được. Thối đời cũng lạ, khi nhà tôi ăn nên làm ra thì ai cũng muốn làm thân. Đến lúc đụng chuyện lại ngồi chê trách trên nỗi đau của chúng tôi. Dưới sức ép của nợ nần, lời dèm pha của thiên hạ và thái độ của ông bà nội, cuối cùng bố mẹ đành phải gửi ba chị em tôi lại cho ông bà nội nuôi, rồi dắt nhau vào Gia Lai lập nghiệp. Ông bà nội cũng phải miễn cưỡng để chăm sóc cho ba chị em tôi. Những ngày vắng bố mẹ, phải sống dựa vào ông bà nội, đúng là cực hình của chị em tôi. Vốn đã không yêu thương gì chúng tôi rồi, nay lại càng thể hiện sự ghét ra mặt. Ông bà luôn thiên vị cho con của các cô chú. Đến chơi là ông bà mua đủ thứ món ngon vật lạ cho ăn. Còn chị em tôi thì đứng nhìn một bên thèm thuồng. Đến điểm một hôm, trong nhà có 5 đứa cháu, chị em tôi và 2 đứa con của cô hai đến chơi. Nhưng bà chỉ mua đúng 2 cây kem. Bà còn bảo với chúng tôi: "Ơi bố mẹ, chúng mày gửi tiền về, tao mua cho mà ăn. Đây là tiền của cô cả đưa đó, chứ tao làm gì có tiền." Trước đây, ông nội từng tham gia kháng chiến và trở thành thương binh, được hưởng chế độ một tháng cũng mấy triệu bạc. Thêm cả bà có tiền gửi ngân hàng, rút lãi ăn hàng tháng. Những số tiền đó đủ cho ông bà sống thoải mái ở quê. Cây kem đáng giá là bao nhiêu đâu mà ông bà lại phân biệt đối xử với mấy đứa cháu như vậy chứ. 2 đứa em tôi còn khờ, chúng chưa hiểu chuyện nên không suy nghĩ gì. Còn tôi cảm thấy tủi thân. Cũng vì muốn chúng tôi có cuộc sống tốt hơn cho nên mẹ mới làm ra chuyện dại dột kia. Chuyện xui rủi đâu có ai muốn xảy ra. Thấy bố mẹ khổ sở như vậy nên tôi thương bố mẹ rất nhiều. Tôi quyết định bỏ học giữa chừng để theo vào tận Gia Lai cùng bố mẹ kiếm tiền trả nợ, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ và để cho 2 em được ăn học tử tế. Cũng từ quyết định lần này đã làm đảo lộn cuộc sống tương lai sau này của tôi. Nếu ai hỏi tôi có hối hận hay không, tất nhiên là có rồi. Nhưng đó là con đường mà tôi lựa chọn. Dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải chấp nhận mà thôi. Có suy nghĩ đó, vài ngày sau khi bố mẹ rời đi, một mình tôi tự soạn sửa quần áo để lên đường tới vùng đất đỏ Ba Gian. Lần đầu rời khỏi nhà đi xa, trong lòng tôi thấp thỏm không yên. Bởi tôi mới chỉ là một cô gái 17 tuổi non nớt, mọi thứ với tôi hoàn toàn lạ lắm. Bố mẹ đã gọi điện đặt vé trước, đón xe khách từ thành phố Đông Hà tới chỗ tôi, rơi vào khoảng 3 giờ chiều. Tạm biệt 2 đứa em và ông bà nội, tôi mang ba lô đi bộ xuống đường quốc lộ 1A để chờ xe. Tôi không nói cho ai biết việc mình sẽ vào Gia Lai, nên không có bạn bè nào tiễn tôi, kể cả người yêu của tôi. Tôi dự định vào tới nơi mới nói cho người ấy biết, vì sợ nó mà đi tiễn, cả hai sẽ khóc mất thôi. Tôi muốn giữ bản thân với thật mạnh mẽ, mới đủ sức giúp bố mẹ gánh vác một phần nợ kia. Rất nhanh, chuyến xe đã mang tôi rời xa quê hương, bỏ lại cánh đồng lúa xanh phía sau, bỏ cả tuổi thanh xuân của tôi ở lại. Chiếc xe 45 chỗ, đa phần đều là chở người làng tôi vào Tây Nguyên làm thuê. Mọi người trên xe rất thân thiện với nhau. May thay, cơ địa tôi tốt, không
không bị say xe. Tôi chỉ việc nằm ngủ một giấc là hôm sau đã có mặt ở Gia Lai rồi. Xe chở tôi đến tận chỗ ở của bố mẹ. Mới mấy ngày không gặp mà họ gầy đi trông thấy. Nước da trắng hồng vốn có của mẹ đã được nhuộm thành một màu đen sạm của nắng nóng. Còn bố thì chỉ toàn thấy râu mọc lởm chởm trên khuôn mặt chữ điện. Bố mẹ dắt tôi đến trước một cái láng gỗ đã cũ kỹ. Tôi rất sốc khi chứng kiến hoàn cảnh sống chật vật này. Cái láng này đã bị người ta bỏ hoang từ lâu. Nay bố mẹ thuê lại để làm chỗ chui ra chui vào cho ba người nhà chúng tôi. Bởi giá thuê rất rẻ, bố mẹ có thể tiết kiệm được một chút tiền. Nó nhỏ tới mức chỉ có thể đặt một chiếc giường và mắc một cái võng. Một người ở còn thấy chật chội, huống chi là tận ba người. Nhưng mọi sinh hoạt của ba người đều phải gói gọn trong cái láng đó. Bố sắp xếp cho tôi và mẹ ngủ trên giường, còn bố thì ngày ngày nằm ở trên võng. Có mỗi người, bố muốn tìm tư thế thoải mái cũng không được. Bên cạnh láng, bố mẹ dựng một cái bếp củi nhỏ để nấu nướng, còn nước thì kéo ống bên nhà chủ sang. Đặc biệt một điều là chỗ này không có nhà tắm và nhà vệ sinh. Bố tôi là đàn ông con trai, không có những thứ đó vẫn có thể sống tốt. Còn mẹ con tôi thì rất khó khăn. Mẹ làm sao mà sống được ở đây vậy? Mẹ chỉ tay ra vườn cao su phía sau rồi cười. Muốn đi vệ sinh á thì ra sau lùm cây kia. Còn tắm thì toàn phải đợi đến đêm, xách xô nước ra khuất phía sau láng. Đi làm về mệt, xối ào mấy cái xong rồi đi ngủ thôi con. Tôi là con gái, làm gì thì làm, chứ thiếu hai thứ ấy thì không thể nào sống nổi. Ngay ngày hôm sau, vấn đề tắm rửa của tôi đã được giải quyết. Bố lấy mấy tấm bạc thừng ra thành bốn góc, quay thành cái nhà tắm tạm bợ cho tôi. Nhưng mỗi lần đi tắm, tôi đều bắt mẹ đứng ngoài canh. Còn chuyện vệ sinh thì xin đi nhờ bên nhà chủ. Hằng ngày, sau khi đi làm về, mẹ sẽ ghé qua mấy đồi cây, nhặt một ít củi khô đem về thổi cơm, chứ không dùng bếp ga như hồi còn ở nhà. Những thứ gì tiết kiệm được, mẹ đều phải tiết kiệm hết mức có thể. Sáng sớm, mẹ dậy thật sớm để nấu cơm ăn sáng cho bố con tôi và bới cơm mang theo ăn trưa luôn. Ở đây được cái rất hay, mới 1-2 giờ sáng là mọi người đã rục rịch đi đầy con đường rồi. Những người đi sớm như vậy đều là công nhân cạo mũ cao su. Ở quê tôi, giờ đó thì chỉ có ma đi, chứ người nào dám ra đường như vậy. Những ngày mới đến, tôi chưa quen với lối sống như vậy, nên cứ khuya là bị tỉnh giấc bởi tiếng ồn, làm ban ngày cứ phải ngủ gà ngủ gật. Trước khi làm nghề mổ lợn, bố từng có mấy năm làm thợ mộc. Do thu nhập thấp nên đã bỏ nghề từ lâu. Tại đây, bố đứng ra nhận công việc phun dầu cho xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất. Công việc này đòi hỏi tay nghề cao và khá độc hại. Ít người làm nên công thu về cũng kha khá. Còn mẹ con tôi thì ai thuê gì làm nấy. Được cái là vào đây việc nhiều, chẳng bao giờ phải lo thất nghiệp. Ngày nào bố mẹ cũng có tiền thu về, nhưng cuộc sống vẫn rất chật vật. Tiền kiếm được bao nhiêu để dành dụm gửi về trả nợ cho người ta và lo cho hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học. Từ một đứa con gái chỉ biết học hành, sống trong nhà cao cửa rộng, đụng một cái phải đi bôn ba bốn phương, tôi như rơi từ thiên đường xuống vũng bùn vậy. Nhiều lúc tôi thấy ngán ngẩm với cảnh sống ngày nào biết ngày đó này, nhưng chẳng thể nào thoát ra. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà đã hai mùa Tết đi qua. Số tiền lãi nóng đã trả được hết. Mẹ tôi vẫn thường hay nhắc lại chuyện cũ rằng những ngày mới theo chân bố vào đây đó, đến cái mẻ chén cũng không có để ăn cơm. Cuộc sống khi đó đúng kiểu cơ cực bần hàn. Con vào sau
nên không có trải nghiệm được hoàn cảnh đó. Mỗi lần nhắc lại, tôi cảm nhận được một chút gì đó xót xa trong lời nói của mẹ. Chắc mẹ tự trách bản thân mình lắm. Mẹ lại nói tiếp: tại mẹ làm khổ cả nhà mà. Khi đó tôi chỉ biết ôm mẹ mà an ủi: chuyện cũ rồi, nhắc lại cũng không thể thay đổi được nữa. Ông trời thương thì làm lại mấy hồi đó mẹ. Mẹ vẫn hay bảo là nợ trả lần, cháu húp quanh đó thôi. Có sức khỏe là làm được hết à. Tôi an ủi mẹ vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng suy nghĩ lắm. Con số nợ với họ hàng vẫn còn vài tỷ nữa. Người ta không đòi không có nghĩa là mình được quyền không trả. Đi làm công như thế này, biết tới bao giờ mẹ con tôi mới trả hết được đây. Bố mẹ tôi vào đây với hai bàn tay trắng. Có lẽ gia đình tôi tốt số, được vợ chồng bác chủ nhà giúp đỡ rất nhiều mới có được như ngày hôm nay. Công việc bố làm cũng là do họ giới thiệu vào. Nhưng đời không cho ai cho không bất cứ thứ gì. Nợ tiền nợ bạc thì dễ trả, chứ nợ ân tình thì phải dùng ân tình để trả lại. Gia đình chủ nhà thuộc dạng khá giả trong vùng này, có tận mấy rẫy trồng cà phê và hồ tiêu, còn mở đại lý bán đủ thứ mặt hàng. Chuyện bán nợ chờ đến mùa tiêu mùa cà thì chỉ việc cầm sổ đi thu. Nhà họ được xây dựng hoành tráng như biệt thự. Nhìn lại cái láng tạm bợ của nhà tôi thì như hai thế giới trái ngược nhau. Giàu có là như vậy, mà chỉ sinh được duy nhất một anh con trai, nên rất mong ngóng có thêm con cháu trong nhà. Nhưng anh ta lại có tiền sử bệnh động kinh. Con gái trong vùng sợ làm quá phụ sớm nên chưa có ai ưng. Đã 30 rồi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Nói sơ qua về anh ta thì ngoại hình cũng được, ít khi tiếp xúc nên tôi không biết được tính cách như thế nào. Chỉ thấy vẻ ngoài hơi kém thông minh, với đôi mắt đeo cặp kính to đùng. Láng của gia đình tôi thuê nằm kế bên nhà của họ. Mỗi ngày tôi đều phải chạm mặt chủ nhà. Ban đầu tôi không có tí thiện cảm nào, nên có gặp cũng nhắm mắt làm ngơ. Lý do là bởi vì tôi thấy họ cứ giả tạo thế nào ấy. Dân kinh doanh, buôn bán, nên nói chuyện ngọt như mía lùi. Chẳng biết lời nào là thật, lời nào là giả. Mẹ tôi cũng là dân buôn bán, nhưng không bằng nửa cái móng tay của họ. Tôi lại giống bố, tính tình rất khô khan, không thể nào thích nghi được với những người như vậy. Đổi lại, vợ chồng chủ nhà lại có ý với tôi, muốn tôi trở thành con dâu nhà họ, hay chạy qua láng để lần la bắt chuyện với bố mẹ tôi. Nhà nội tôi toàn gen cao lớn, tôi cũng được thừa hưởng đôi chân dài, cộng thêm nước da của mẹ và khuôn mặt ưa nhìn. Xét về ngoại hình thì tôi được rất nhiều người khen ngợi. Còn về tính cách, vốn xuất thân là con gái thôn quê, lại thêm hoàn cảnh gia đình gặp biến cố, nên tôi rất chăm chỉ làm việc, vì thế lọt vào tầm ngắm của họ. Bố tôi có thói quen uống nước chè đến nghiện. Sáng chưa ăn gì cũng phải làm một cốc nước chè mới tỉnh táo. Người ta nghiện rượu nghiện thuốc, còn bố lại nghiện cái món độc lạ thiệt. Mẹ tôi không thích điều ấy. Vì ngày còn ở nhà, bố có tính bạ bật, hay hát nước chè giữa nhà, làm ván nước động lại tạo thành mấy vết loang lỗ giữa nền nhà, trông rất bẩn thỉu, có lau dọn cũng không sạch hết được. Bác chủ nhà thì rất hợp cả với bố tôi. Khi biết bố thích uống nước chè thì hay chạy sang xin một cốc lớn, còn nhận bố tôi làm anh em. Biết phận mình nghèo, tôi chẳng dám trèo cao. Tôi không muốn bố mẹ quá thân với gia đình họ, vì khoảng cách địa vị quá lớn, sợ người ta nghĩ mình tham giàu. Mấy hôm nay xưởng gỗ ít việc, bố tôi quay về đi móc mũ cao su. Ban ngày chỉ quanh quẩn trong láng. Không biết sáng nay ăn phải cái gì lạ bụng nên tôi bị dí liên tục, đành phải ở nhà nghỉ ngơi một buổi. Còn mẹ thì đi làm một mình,
tới tận tối mới về. Tầm giờ trưa, bác chủ nhà chạy qua ngồi chơi với bố. Thấy tôi đi làm, bác liền hỏi: "Không đi làm hả cháu?" Tôi đang đau đến quặn bụng nhưng vẫn cố gắng trả lời cho có lệ: "Dạ không bác, bữa nay cháu nghỉ." Bác quay ra hỏi bố tôi: "Bé Diệp bao nhiêu tuổi rồi chú hả?" "Dạ năm nay nó tròn 20 rồi đó." Đó là tính theo tuổi âm, chứ tuổi thật trên giấy tờ thì tôi mới 19. "Cháu tuổi Tuất hả? Thế giờ đã có mối nào gả đi chưa?" "Cháu nó còn nhỏ tuổi lắm bác, đã biết làm cái gì đâu mà lấy chồng chứ." "Hay quá, thằng Bin nhà tôi tuổi Ngọ, hai đứa nó hợp tuổi làm ăn quá rồi. Chú gả bé đẹp cho thằng Bin nhà tôi đi." Nghĩ bác trêu, bố tôi cũng hùa theo: "Sợ thằng Bin nó chê con đẹp nhà em đó chứ. Ai mà lấy được thằng Bin đó thì sướng ba đời rồi. Tôi thì lại sợ cháu nó chê con trai tôi thôi." Hai người cứ nói qua nói lại, khiến cho tôi ngồi gần đó nghe được cảm thấy rất khó chịu. Vì tôi không muốn một cuộc sống hôn nhân bị người khác gán ghép. Tôi rất kín tiếng nên bố mẹ không hề biết chuyện tôi đã có người yêu ở quê được 3 năm. Yêu thì cứ yêu vậy thôi, chứ tôi không nghĩ đến chuyện tương lai. Người lớn đang nói chuyện không tiện xen vào nên tôi vùng vằng bỏ ra ngoài. Không ngờ bước tới cổng thì chạm mặt con trai chủ nhà đang dắt xe máy ra. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt rất bất ngờ, khiến cho tôi thấy hơi ngại ngùng. Tôi đành lịch sự nói: "Chào anh." "Ừ, chào em." Bình thường phải đi làm cả ngày nên số lần tôi gặp anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không biết sao hôm nay lại trùng hợp gặp ở đây. Thấy anh ta đang muốn hỏi tiếp gì đó nhưng lại cứ ngập ngừng. Tôi không quan tâm, định bước đi tiếp thì anh ta lên tiếng: "Ủa, em đi đâu vậy?" "À, em đi dạo quanh đây thôi." Tại ngày thường tôi lạnh lùng lắm, hiếm khi nói chuyện quá hai câu với người xa lạ. Anh ta thấy tôi như vậy liền ngỏ lời mời: "Quanh đây có gì để chơi đâu, anh chuẩn bị vào rẫy nè. Muốn vào thăm rẫy nhà anh không? Anh chở đi. Vào đó có nhiều cái hay ho lắm." Nói đến đây, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại có gan ngồi lên xe anh ta mà không chần chừ suy nghĩ gì. Chắc là đêm qua tôi và người yêu có cãi nhau, tâm trạng tôi không được tốt cho lắm, cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Theo chân anh ta mới biết gia đình anh ta giàu có cỡ nào, đất đai rộng bạc ngàn, người làm thuê đến mấy chục người. Mà ra đường với chiếc xe số cũ kỹ này thì chẳng ai nhận ra anh ta là một thiếu gia chính hiệu. Ban đầu cứ cho rằng anh ta kém thông minh, chỉ quanh quẩn trong nhà. Nhưng nói chuyện một hồi tôi mới biết được anh ta từng đi Mỹ du học về, nhưng chưa tốt nghiệp đã về nước. Lý do về giữa chừng thì tôi không có hỏi, nhưng đoán chắc là do bệnh tật của anh ta. Càng nói chuyện, tôi lại càng thấy tự ti về bản thân mình. Đến bằng cấp 3 tôi còn chưa được sờ vào nữa. Tôi ngưỡng mộ những người được đi đây đó như anh ta lắm. Trước khi về, anh ta cũng chủ động xin số điện thoại của tôi, nhá máy qua số tôi, còn cẩn thận dặn dò: "Em lưu số anh lại nghe, anh tên Vũ." Nếu anh ta không nói, tôi cũng quên bén đi cái tên thật đó. Bởi vì thường ngày tôi toàn nghe vợ chồng chủ nhà gọi là thằng Bin. "Dạ, còn em tên Điệp." Sau hôm đó, tôi và Vũ không có liên lạc gì với nhau. Tôi vẫn tiếp tục công việc mỗi ngày đi làm thuê của mình. Tối đến thì gửi đôi ba tin nhắn cho người yêu. Cuộc sống tẻ nhạt cứ lặp đi lặp lại. Kể về mối tình 3 năm của tôi, chúng tôi yêu nhau từ đầu năm lớp 10. Đến đầu năm lớp 11 thì tôi đã vào đây.
Như vậy đã là yêu xa được 2 năm rồi. Tôi và Thực học chung lớp cấp 3. Nhà chúng tôi thuộc hai xã liền kề nhau. Tình yêu tuổi học trò đơn thuần lắm. Thực là đứa đẹp trai nhất lớp tôi, mà tôi thì đâu có xấu gái. Mấy con bạn thân trong lớp hay thách tôi tán đổ Thực. Với bản tính hiếu thắng, tôi nhận lời thách thức ngay. Ngày đó, dùng chiếc điện thoại đen trắng đăng ký gói một ngày mấy trăm tin, trả phí có mấy ngàn đồng thôi là được nhắn tin tẹt ga rồi. Nên ngồi trong lớp học, tôi tha hồ thả thính nó. Tối đến còn hay chơi trò nhá máy để nghe nhạc chờ điện thoại. Và kết quả chỉ sau vài tuần, hai đứa công khai làm người yêu trước hội bạn bè của tôi. Tôi chỉ nghĩ có người yêu cho vui, cho có với bạn bè. Nhưng đổi lại, Thực rất thật lòng với tôi. Người ta hay có câu, xa mặt thì cách lòng. Yêu xa khiến cho tình cảm trong lòng tôi cũng dần nhạt đi. Cuộc sống cơm áo gạo tiền làm tôi không có thời gian dành cho Thực nữa. Đi làm về mệt, chỉ muốn nằm ngủ một giấc. Nhưng Thực vẫn kiên trì ở một bên quan tâm tôi. Tôi thường giận Thực vì những chuyện cỏn con. Nhiều lần tôi muốn buông tay, nhưng Thực níu kéo, làm tôi lại yếu lòng mà chấp nhận quay lại. Thời gian này, tôi nhận ra tương lai của mình và Thực rất mù mịt. Hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi có thời gian để chờ đợi một người trưởng thành được. Nó vẫn thường tự hào khoe nó đỗ trường tốt, nó sẽ ráng học thật giỏi để sau này lo cho tương lai của hai đứa. Hiện tại Thực đang giai đoạn sắp thi cuối kỳ, nên tôi quyết định chờ thi xong sẽ nói lời chia tay. Đó coi như là sự tử tế cuối cùng mà tôi dành cho Thực. Về vợ chồng chủ nhà, biết tin tôi từng đi vào rẫy chơi với Vũ, thì bố mẹ anh ta liên tục đẩy thuyền cho chúng tôi. Dạo gần đây còn mang sang nhà tôi rất nhiều đồ, khi thì hoa quả, lúc lại bánh trái. Bố mẹ Vũ cũng thẳng thừng với gia đình tôi. Mẹ Vũ còn nói với bố mẹ tôi: chị là chị ưng bụng con Điệp làm con dâu lắm rồi đó, còn ý cô chú thì sao? Mẹ tôi trả lời: quan trọng là ý của hai đứa nó, chứ người lớn chúng mình làm sao quyết được hả chị? Để tụi nó có thời gian tìm hiểu đã, chúng nó nói được thì được thôi à. Ôi trời, thời mình cần gì tìm hiểu đâu, lấy nhau về vẫn đẻ sòn sòn đó thôi. Thời mình khác, thời chúng nó khác rồi chị à. Lời trước thì mẹ đứng về phía tôi, nhưng khi bà chủ nhà vừa quay đi, mẹ liền nói với tôi: mẹ thấy thằng Vũ được đó, kinh tế nhà nó mạnh, lấy được nó thì sướng đó con. Bây giờ con gái thực dụng lắm rồi, con mà không hốt được là đứa khác nó hốt mất. Lấy nó về chỉ việc ăn rồi sinh con đẻ cháu cho nhà đó thôi, không phải lo cái ăn cái mặc. Con có yêu người ta đâu mà lấy chứ, giá lại nhà mình nghèo, lấy gì người ta coi thường con sao hả mẹ? Cả nhà nó ưng mày lắm rồi, chỉ chờ mày gật đầu thôi đó. Có con rồi thì tự khắc yêu. Mình nghèo mới phải lấy thằng giàu cho nó sướng tấm thân chứ con. Tôi cũng chịu thua với mẹ mình. Hằng ngày, bố mẹ Vũ dùng những lời lẽ ngon ngọt như rót mật vào tai, nhằm lấy mẹ tác động tôi đồng ý. Tính mẹ tôi rất dễ bị người ta dụ dỗ, lại mong muốn tôi được thay đổi cuộc sống, nên cũng hy vọng tôi được trở thành con dâu nhà giàu. Mấy người lớn còn tạo cả cơ hội cho tôi và Vũ ở riêng với nhau. Bố mẹ Vũ lại sang nhà nói với bố mẹ tôi: nhà anh chị đang cần phụ người coi cửa hàng thay cho con Hồng. Cô chú cho con bé Điệp qua trong cửa hàng giúp anh chị đi. Con gái kiếm mấy việc nhẹ nhàng mà làm, chứ đi làm rẫy anh chị cho nắng nổi. Làm với anh chị trả lương sòng phẳng cho cháu nó. Đại lý đó là do Vũ và một người làm nữa trông coi. Còn mẹ anh ta quản lý sổ sách, ông bố thì lo việc ngoài rẫy.
Nghe nói chị Hồng đã phụ việc cho nhà anh ta được gần chục năm rồi. Đùng một cái bây giờ đuổi người ta đi để cho tôi vào làm. Tôi cũng có hay nói chuyện với chị Hồng. Chị biết tin tôi được bố mẹ anh ta nhìn trúng thì khuyên ngăn. Lấy ai cũng được, đừng có lấy thằng Vũ em à. Mày sống không nổi với cái nhà đó đâu. À, sao vậy chị? Em thấy hai bác đó cũng được mà. Mày mới vào đây được 2 năm, chứ chị mày làm đây tận 10 năm rồi đó. Nói chung cứ từ từ rồi mày hiểu à. Chỗ chị em với nhau chị khuyên thật lòng, nghe hay không thì tùy mày. Nói ra người ta lại bảo chị đi nói xấu chủ cũ. Chỉ vì đồng tiền á, chị mới cắn răng chịu đựng tới bây giờ. Mà người ta có coi chị ra gì đâu, muốn đuổi là đuổi liền. Mà sớm muộn gì chị cũng nghĩ hả? Đi sớm khỏe sớm. Con người không có ai hoàn hảo cả. Tôi không thể nghe từ một phía được, vì thường ngày tôi vẫn hay nghe mẹ Vũ phàn nàn với mẹ tôi về chị Hồng. Chị Hồng quen một người đàn ông không có nghề nghiệp ổn định, suốt ngày đi ăn cắp vặt để lấy tiền ăn nhậu. Chị lại chậm chạp hay là mất đồ trong cửa hàng. Nhưng vì chỗ quen biết cho nên mẹ Vũ không thể đuổi chị đi được. Lần này bà ấy bắt tận tay việc chị Hồng tiếp tay cho ông kia lấy đồ trong cửa hàng, bán rẻ ra cho người ngoài, nên mới có cớ đuổi chị Hồng đi. Vì gia đình chúng tôi mang ơn gia đình Vũ, mẹ tôi lại liên tục nói ra nói vào, nên tôi quyết định sẽ làm tạm cho nhà anh ta tới khi tìm được người mới. Tiếp xúc gần với Vũ, tôi nhận ra anh ta rất biết cách giao tiếp với mọi người. Có thể là do dòng máu nhà con buôn chảy trong người anh ta, cũng có thể do sống tự lập ở nước ngoài mấy năm nên tính cách của Vũ rất chín chắn. Còn về thực thì cảm giác như chỉ là một đứa trẻ con, luôn làm cho tôi phải phiền lòng. Vũ thì trưởng thành và mang lại cho tôi cảm giác được che chở. Dần dà tôi nảy sinh một cảm giác khác lạ với anh ta. Từ trước tới nay chỉ có bố mẹ anh ta đứng ra nói chuyện với bố mẹ tôi, chứ Vũ không hề đả động gì tới việc thích tôi. Nhưng nhìn vào ánh mắt và cử chỉ của Vũ khi nói chuyện với tôi có thể cảm nhận được anh ta cũng có tình cảm với mình. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thật. Tôi đã phải lòng anh ta mất rồi. Sau 2 tuần, Vũ cũng mở lời với tôi. Tất nhiên tôi nhận lời quen Vũ, nhưng tôi không hề nói cho anh ta biết về mối quan hệ của mình với Thực. Bởi vì vài ngày nữa thôi, tôi sẽ chính thức chia tay Thực. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi lại chẳng hiểu sao mình lại si mê Vũ nhanh đến như vậy. Đến với Vũ, tôi dành hết thời gian bên anh ta mà quên đi sự tồn tại của Thực. Dường như Thực cảm nhận được sự thay đổi của tôi nên liên tục nhắn tin quan tâm tôi. Mà càng nhắn tin, tôi lại càng cảm thấy bị phiền. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến kỳ thi. Vì sợ ảnh hưởng đến kết quả thi của cậu ta nên tôi không dám nói ra lời chia tay. Có nhận được tin nhắn thì tôi làm ngơ như không thấy, hoặc trả lời qua loa như thể bản thân tôi bận rộn lắm. Thời gian này có thể xem như là tôi đang bắt cá hai tay. Cùng một lúc tôi dây dưa với tận 2 người. Bởi vậy mà sau này tôi mới phải trả một cái giá thật đắt. Quen người hơn 4 tuổi, tôi được Vũ chiều chuộng đủ thứ. Mẹ anh ta mua cho tôi rất nhiều quần áo đẹp. Mẹ Vũ còn kéo mẹ tôi đi xem thầy, rồi định ngày bỏ trầu cho tôi và cho 2 đứa đi đăng ký. Mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi tôi không kịp thích ứng, nhưng tôi cũng đã xác định trở thành vợ của Vũ. Mẹ Vũ hứa hẹn sau này 2 đứa cưới nhau sẽ cho tôi quản lý cái cửa hàng kia. Ai cũng cho rằng tôi vớ phải chồng ngon, tận bốc số tôi lên tận mây xanh, mà trèo cao thì lại càng ngã đau. Theo như Vũ nói, tôi chính là mối tình đầu của anh. Còn tôi và Thực lại là mối tình đầu của nhau. Ngày còn đi học, tôi thích nhất là câu nói này
trong tập sổ tay của mình. Mối tình đầu như vết chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng vết cắt thật sâu. Cũng chính câu nói đó đã dự đoán trước tương lai của cả ba người chúng tôi. Nhà tôi và Vũ chỉ cách nhau một cái bờ tường rào, nhưng tối đến hai đứa vẫn thức nhắn tin cho nhau đến tận khuya. Buổi sáng chúng tôi cùng nhau dậy thật sớm để dọn cửa hàng. Thức khuya dậy sớm như vậy nhưng năng lượng của hai đứa luôn ngập tràn. Sáng nay vẫn như mọi khi, đang dọn dẹp để mở cửa hàng thì điện thoại tôi liên tục đổ chuông. Tôi có thói quen hay vứt điện thoại lung tung một góc. Vũ lên tiếng: "Điệp ơi, có ai gọi em nè?" Đang dở tay nên tôi bảo: "Kể đi anh, lát nữa em gọi lại." Thế nhưng bên kia vẫn khủng bố điện thoại của tôi tới tận lần thứ tư. Nghĩ là ai cần tìm tôi có việc gấp, Vũ liền bắt máy giúp tôi. Vừa nghe Vũ cất tiếng alo thì phía bên kia dập máy ngay lập tức. Tôi không lưu số của thật trong danh bạ, Vũ không hề biết người đó là ai. Tưởng là số rác nên anh quay ra cười với tôi: "Người đâu mà bất lịch sự, mới sáng ra làm việc người khác rồi." Mãi khoảng 30 phút sau, tôi mới có thời gian cầm một cái điện thoại. Vừa mở máy lên là mấy chục tin nhắn của thực. Điện thoại của tôi có cài bảo mật, mà Vũ cũng tôn trọng sự riêng tư của tôi nên không có mở tin nhắn xem. Thực bảo đang ngồi ở quán nước gần láng nhà tôi, còn kêu tôi ra gặp. Tôi kinh ngạc đến há hốc miệng. Giờ này đáng lý ra thực phải ở trường, chuẩn bị tham gia kỳ thi, sao lại chạy vào tận đây để tìm tôi chứ? Trước đây, lúc mới vào buồn chán, thực hay gửi mấy món quà nho nhỏ vào để an ủi tinh thần cho tôi. Nên thực biết địa chỉ tôi đang sống, việc tìm đến tận đây là hoàn toàn dễ dàng. Tôi lướt đọc hết một loạt tin nhắn rồi đâm chiêu suy nghĩ. Thấy thái độ lạ của tôi, Vũ thắc mắc: "Chuyện gì vậy Điệp?" Tôi như thể đang làm chuyện xấu, ấp a búng: À, không có gì đâu, anh trong cửa hàng đi, em chạy ra lấy đồ cho mẹ cái." "Ừ, em đi cẩn thận đó." Giữa hai đứa cùng tuổi, bao giờ con gái cũng có suy nghĩ chín chắn hơn con trai. Vả lại tôi ra đời sớm hơn thật nhiều, cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề đều phải nhìn trước ngó sau, chứ không bồng bột được. Ban đầu tôi đến với thực không phải vì tình yêu, mà là do tính sĩ diện với bạn bè. Sau cùng vì cô đơn nơi đất khách quê người nên mới kéo dài mối quan hệ này đến tận bây giờ. Tôi thừa hiểu tính thực, thực yêu tôi đến mức có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi mà không lường trước hậu quả. Có một người yêu mình mù quáng như vậy làm cho tôi cảm thấy rất sợ và thấy tương lai không đi đến được đâu, nên việc quyết định đến với Vũ cũng là điều hiển nhiên. Là con gái mà, ai cũng cần một người có thể cho mình cuộc sống ổn định và bình yên. Tôi cũng vậy. Thực đã vào tận đây rồi thì tôi không thể trốn tránh được nữa. Đến lúc tôi nên dứt khoát với thực, thà đau một lần rồi thôi, chứ để cậu ấy mang theo hy vọng làm tôi cũng áy náy lương tâm lắm. Quán nước ven đường cách cửa hàng một đoạn, tôi bước vào đối diện với thực. Đợt Tết tôi có về quê gặp, lúc đó thực vẫn còn trắng trẻo thư sinh lắm. Bây giờ vừa gầy vừa đen, thực không mang theo bất cứ hành lý gì, trên người chỉ có một bộ quần áo duy nhất. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào quán. Ánh mắt thực cứ nhìn chằm chằm vào tôi từ nãy tới giờ. Tôi không dám nhìn thẳng mà cố tình né tránh đi. Kéo ghế ngồi xuống, tôi hỏi: "Sao lại chạy vào tận đây làm gì?" Thực không trả lời câu hỏi của tôi mà chất vấn ngược lại: "Ban nãy là ai nghe máy?" Tôi không muốn trả lời,
nhưng chắc có lẽ cũng đoán ra được người đó là ai. Tôi nhìn ra được sự kiềm chế trong lòng của Thực. Để một thằng khác bắt mái của người yêu mình thì khó ai có thể chấp nhận được. Là ai vậy? Tôi biết mình có lỗi với Thực. Mọi sự giải thích đều không có ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ thốt ra được mấy chữ: xin lỗi, Điệp sắp lấy chồng rồi. Không nói ra một lời chia tay, nhưng câu nói kia lại sắc nhọn hơn cả mũi dao cứa nát tim Thực. Vừa quãng đường gần 500 cây số, cái cậu ấy chờ đợi là sự chào đón và sự quan tâm của tôi. Nhưng tôi lại tạt cho Thực một gáo nước lạnh tê tái. Lúc này cảm xúc trong lòng Thực bùng nổ. Cậu ấy không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Thực không giữ cho tôi một chút thể diện nào, mà ngồi giữa quán mắng nhiếc tôi đã cấm sừng mình, nói tôi bắt cá hai tay. Tôi thẹn quá, cũng dùng những lời lẽ không hay để đối đáp lại. Cũng may cái quán này vắng khách, chủ quán lại đang lúi húi phía sau nên không ai biết. Chứ ở đây toàn người quen, chuyện đồn đến tai Vũ thì lại sôi hỏng bỗng không. Sợ xảy ra chuyện, tôi đứng dậy bỏ về. Thực chạy theo nắm lấy tay tôi lại, nhưng bị tôi hất tay ra. Thực đứng giữa đường tuyên bố: dù có chết, tao cũng đi theo ám mày suốt đời. Nói xong, Thực đùng đùng xoay người bỏ đi. Tôi giận quá mất khùng nên nói với theo sau bóng lưng của Thực: mày ra đường chứ xe cán chết luôn đi. Vậy là chúng tôi chấm dứt mối tình 3 năm với những lời lẽ không hề tốt với nhau. Trở về cửa hàng gặp Vũ, tôi không hề nói chuyện xảy ra với anh ta. Vũ thấy sắc mặt của tôi khó coi, có hỏi mấy câu quan tâm nhưng tôi không trả lời. Anh cũng chẳng hỏi thêm nữa. Còn về Thực, chúng tôi đã hoàn toàn trở thành người xa lạ. Cả buổi chiều hôm đó, trong lòng tôi cứ cảm thấy bất an, lại thấy áy náy với Thực. Tối đến tôi mệt nên không ăn cơm mà lên giường ngủ sớm. Nhưng cứ nhắm mắt lại, câu nói của Thực lại cứ văng vẳng bên tai tôi. Trằn trọc không ngủ được, tôi lục lọi trong điện thoại, xóa hết những gì liên quan đến Thực trong 3 năm nay. Đúng là khi yêu thì cái gì cũng đẹp đẽ, quay đầu thành người dưng lại thấy mọi thứ rất xấu xa. Ngày hôm sau, có cháu gái của mẹ Vũ vào phụ trong cửa hàng, nên tôi không phải đến làm nữa, mà được nằm ngủ đến tận trưa. Buổi trưa Vũ mang cơm sang nhà cho tôi. Hai đứa ngồi với nhau một lúc, rồi ai làm việc nấy. Buổi chiều thấy tôi không đi làm, mẹ hỏi: cơm nước gì chưa mà giờ này còn nằm? Không qua phụ trong cửa hàng cho nhà bên đó sao? Dạ, có chị họ của Vũ vào làm thai rồi. Từ mai con không cần sang bên đó nữa. Vậy đi hái cà với mẹ. Dạ. Đợt này ngoài quê có bão, mọi người không vào đây hái cà được nên rất khan hiếm lao động. Dù cho giá hái thuê tăng gấp đôi năm ngoái cũng không kiếm ra người. Mùa cà phê chỉ diễn ra trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, mà nó lại cho những người làm thuê thu nhập bằng mấy tháng trước đó cộng lại. Nhưng nó không dành cho một cô gái chậm chạp như tôi. May mắn thay, năm nay được mùa, giá cà phê cũng có chút tăng lên, nên tiền công nhỉnh hơn các năm trước. Vậy là sáng sớm hôm sau, tôi theo mẹ và tớp người làm ngồi lên chiếc xe công nông của chủ để được chở vào tận rẫy. Trên đường đi, đầu đầu cũng có tiếng người ý ới nhau, tiếng động cơ xe, tiếng sột soạt trong lùm cây, tạo nên những âm thanh hỗn tạp nhưng rất là êm tai. Tới nơi chúng tôi chia nhau ra để làm việc. Tôi và mẹ lấy hai tấm bạc trải dưới gốc cà phê, sau đó tập trung hái. Đôi bàn tay của mẹ thoăn thoắt vặt từng chùm quả,
còn tôi thì chậm chạp như thể sợ làm chúng bị đau. Cũng may là làm cùng mẹ, chứ hái công khoáng như tôi thì chẳng có người nào dám làm cùng, mà chủ rể cũng không dám thuê. Hái hết cây này lại kéo sang gốc cây khác, đến khi nào nặng quá không kéo được nữa thì ngồi lại nhặt cành, lá gãy rồi đóng vào bao cho chủ nhà đánh xe chở về phơi. Công việc cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cả người tôi rệu rã. Đôi tay mỏi nhừ vẫn không dám ngơi tay phút giây nào. Cũng không có thì giờ cầm điện thoại nhắn tin với Vũ. Vũ sợ tôi mệt nên không muốn cho tôi đi chút nào. Nhưng tôi không muốn mẹ vất vả một mình, Vũ đành xuôi theo ý tôi. Tới giờ nghỉ trưa, mọi người quay quần lại dưới tán cà phê, cùng ăn uống, cùng nói chuyện vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc cũng được xua tan. Chúng tôi nhận công khoáng nên phải tự chuẩn bị đồ ăn mang theo. Làm mệt, ăn cơm với muối vừng cùng mẹ thôi cũng cảm thấy rất ngon. Ăn uống xong, tôi nằm dựa lưng bên bao tải cà phê, tranh thủ chợp mắt 30 phút để lấy lại sức, chiều còn làm tiếp công việc. Vừa mới lim dim ngủ, tôi lại bị đánh thức bởi một bóng người rất đỗi quen thuộc. Điệp, Điệp à, mau dậy đi. Đó là giọng nói của Thực, hay còn gọi là người yêu cũ của tôi. Tôi sắp sửa lấy một người tôi qua lại được chưa đầy một tháng. Không cần yêu dài lâu, chỉ cần họ có thể cho tôi một cuộc sống ổn định. Mọi người nói tôi là một đứa con gái thực dụng cũng được, bởi vì tôi đã quá chán nản với cảnh sống tạm bợ trong cái láng kia rồi. Cũng chẳng biết vì sao tôi lại nằm mơ thấy Thực giữa ban ngày ban mặt như thế này. Giờ phút này chúng tôi đã không còn liên quan gì nhau. Để đi đến quyết định ngày hôm nay, bản thân tôi đã phải gồng mình lên, chịu đựng đủ rồi. Nhưng giọng nói kia rất chân thực. Chẳng lẽ Thực không về mà lại theo tôi đến tận đây hay sao? Tôi mở choàng mắt ra, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Chưa kịp nhớ lại giấc mơ thì tôi nhận được cuộc gọi của con bạn thân ở ngoài quê. Nó gào lên trong điện thoại. Mày biết tin gì chưa? Thằng Thực chết rồi. Nghĩ nó đùa, tôi quát lại. Này mày đừng có đùa tao nha. Tao mới gặp nó hôm trước đi mà. Tao nói thật đó, nó chết rồi. Nó bị xe tải cán chết tại chỗ rồi. Trời ơi, não bật hết ra ngoài thì làm sao mà sống nổi chứ. Tôi nghẹt thở, lòng ngực như bị bóp chặt. Cảnh vật xung quanh cũng yên ắng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng trong điện thoại vọng ra. Alo, Điệp ơi, mày có nghe tao nói gì không? Tới đây, tôi buông thõng chiếc điện thoại trên tay. Câu nói cuối cùng tôi dành cho Thực cứ liên tục hiện về trong đầu. Và nó đã thành sự thật rồi. Tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Có rất nhiều cách để kết thúc một mối quan hệ. Tôi lại lựa chọn cách tàn nhẫn nhất. Và có lẽ khi nãy chính là linh hồn của Thực đã vào tìm tôi. Thực từng nói dù có chết cũng phải đeo bám tôi suốt đời. Bất giác tôi lại thấy rùng mình. Đưa mắt nhìn quanh, tôi lại không thấy mọi người đâu cả. Tôi sợ hãi chạy một mạch tìm tới chỗ mẹ. Mọi người ăn xong rồi quay lại làm luôn. Tôi vừa chạy vừa gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi! Chạy có mấy chục mét mà tôi vấp phải gốc cây ngã đến tận 3 lần. Hai đầu gối và lòng bàn tay bị xước da thịt. Máu rỉ ra nhưng không hề thấy đau đớn. Thấy tôi chạy như ma đuổi, mẹ mắng. Con gái con đứa, từ từ tốn tốn mà đi. Sắp lấy chồng tới nơi rồi mà còn hấp tấp gì? Bạn con chết rồi mẹ ơi, vừa mới bị tai nạn chết á. Ai, nuôi được đứa con đứt ruột đứt gan, xót thật đó. Sinh con ra đã phải chịu nhiều đau đớn
chăm lo từng ngày cho con lớn lên. Bây giờ ra đi đột ngột như vậy, có người mẹ nào không đau lòng cho được. Các buổi chiều còn lại, tôi không dám rời xa mẹ nửa bước. Mẹ đi đâu tôi đi đó. Tối về không còn tâm trạng đi chơi với Vũ, mà tắm rồi lên giường ngủ sớm. Bình thường tôi sẽ nằm ngoài mép giường, còn mẹ nằm bên trong. Nhưng đêm nay tôi lại thấy rất sợ nằm ngoài. Tôi bảo mẹ đổi chỗ cho mình. Tôi vào phía trong, nằm ôm chặt lấy mẹ. Lâu rồi mới lại lên rẫy, nên đêm về, các người tôi nhức mỏi rã rời. Có điều giấc ngủ không sâu, mà cứ chập chờn từng cơn. Nửa đêm, mẹ đang ngủ say, còn bố cũng đang phát ra tiếng ngáy khò khò phía ngoài chiếc võng. Tôi đang nằm mơ màng thì nghe có tiếng động, giống như tiếng bước chân ai đó đi từ bên ngoài vào. Láng ở ngay mặt đường, cửa chốt trong hai lớp, thì không thể nào có trộm đột nhập vào được. Mà tôi không hề nghe thấy tiếng mở cửa. Thời gian càng trôi đi, tiếng bước chân ngày một gần về phía giường của tôi. Tôi vẫn đang nằm nhắm chặt mắt, nhưng có cảm giác có một ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào người mình. Do căng thẳng, hai mí mắt của tôi liên tục giật giật lên. Các người ớn lạnh từng đợt. Linh tính trong người mách bảo tôi, đó là thực đang tìm về tôi. Sau đó tôi nghe rõ giọng nói của thực. Nó đứng ngay bên cạnh giường mà trách móc tôi. Tao chết rồi, mà mày không về đốt được cho tao cây nhang. Lúc này tôi biết mình gặp ma thật rồi. Tôi ú ớ gọi mẹ, nước mắt lăn dài ra, nhưng cả người cứng đờ, không thể cựa quậy được. Càng cố gắng vùng vẫy bao nhiêu, tôi càng mất sức bấy nhiêu. Cuối cùng tôi cũng mở mắt được ra để nhìn thực. Trong đêm tối, thực hiện ra mờ mờ trước mắt tôi. Cả thân người của cậu ấy loang lổ hai màu đen trắng. Con mắt bên trái bị lồi ra ngoài, một bên đầu bị lõm mất đi, trông rất ghê rợn. Tôi rất muốn mở lời xin thực buông tha cho mình, nhưng chưa kịp nói thì mẹ bỗng trở mình, vòng tay ôm lấy tôi. Mẹ sờ vào người tôi thấy ướt đẫm mồ hôi, nước mắt nước mũi tèm lem, thì lây lây người tôi. Điệp, Điệp à, con ngủ mớ hả? Mẹ gọi tên đến lần thứ năm, tôi mới thở hắt ra một tiếng, rồi nghẹn ngào nhìn mẹ, rồi lại đảo mắt ra chỗ khi nãy thực đứng, thì không thấy đâu nữa. Thấy tôi vẫn chưa tỉnh táo lại, mẹ đứng dậy, đi rót một cốc nước, rồi đỡ người tôi dậy. Uống đi con. Tôi cũng nghe theo, chậm rãi nhấp môi mấy ngụm nước, rồi từ từ lấy lại tinh thần. Tôi kể lại chuyện vừa gặp cho mẹ nghe, nhưng mẹ bảo cho tôi suy nghĩ quá nhiều nên nhập tâm, chứ không thể nào có chuyện người mới chết hiện hồn về nhanh vậy được. Miệng thì mẹ nói vậy, nhưng chân lại di chuyển ra góc nhà, với tay lấy con dao thái vàng, rồi dắt phía gối ngủ của tôi. Nằm xuống ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Người chết là hết rồi, không ma nào dám cả gan đến đây hết á. Tôi nằm xuống, kéo chăn trùm kín mặt mày, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Vũ đến tận sáng, chứ chẳng thể nào dám ngủ nổi nữa. Tôi kể cho Vũ nghe chuyện ngày hôm nay mình gặp phải, cũng nói ra hết những thứ về thực. Vũ không buông lời trách móc, trái lại còn hết sức thông cảm và quan tâm tôi, làm tôi cứ nghĩ bản thân đã chọn đúng người. Đám tang của thực diễn ra vào ngày hôm sau. Ở xa không thể đến tiễn đưa thực lần cuối được. Tôi gửi về cho con bạn thân 500 ngàn, nhờ mang đến nhà thắp nhang cho thực, cũng coi như là trọn nghĩa. Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục phụ mẹ hái xong nốt rẫy cà phê. Khi màn đêm buông xuống,
tôi lại cứ liên tục thấy được Thực đến tìm mình. Thực bảo tôi về quê với Thực, còn dặn tôi không nên lấy Vũ, nếu không Thực sẽ phá đến cùng. Mẹ tôi gọi điện về nhà, nhờ các dì đi xin bùa cho tôi đeo lên cổ để tránh bị người âm theo. Nhưng tôi lại thấy vướng víu mà lấy kim mai vào chiếc vòng chân. Và có lẽ vì thế mà bùa chẳng còn tác dụng nữa. Rồi dần dần tôi cũng quen với sự phiền phức này, không còn phải sợ hãi vong hồn của Thực. Nhưng lại mất ngủ liên miên, làm cho cả người cứ xanh xao, thiếu sức sống. Khách đến mua hàng thấy tôi ở nhà Vũ thì đều cho rằng tôi đang có bầu với anh ta. Tôi có biện minh người ta cũng chẳng tin, vì nghĩ tôi đến với Vũ một cách rất chớp nhoáng, thì chỉ có bác sĩ bảo cưới mà thôi. Một tháng sau ngày Thực mất, tôi khoác lên mình bộ váy cưới để về làm dâu nhà Vũ. Vì là con một nên đám cưới nhà Vũ đãi khách đến tận 3 ngày 2 đêm. Còn gia đình tôi ở trong này không có người thân thích nên chẳng làm gì hết. Nhìn vào là thấy sự khập khiễng rõ rệt rồi. Mọi người đều cho rằng tôi may mắn lừa được thằng chồng ngon lành. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ngay đêm đầu tiên về chung nhà, Vũ lên cơn động kinh. Hai vợ chồng đang ở trong phòng thì Vũ bật dậy chạy, miệng gọi lớn: mẹ ơi cứu con. Vừa mới chạy ra tới cửa phòng, anh ta lăn đùng ra giữa nhà, hàm răng cắn chặt, hai mắt trợn ngược, các ngón tay và chân co quắp lại. Lần đầu tiên chứng kiến người bị bệnh này, tôi không có kinh nghiệm, chỉ biết dương mắt ngồi cạnh nhìn anh ta. Mẹ chồng chạy tới thấy tôi đơ người ra như vậy, vội đẩy tôi ra một bên: đi ra chỗ khác đi. Theo quán tính, tôi bị ngã người về phía sau. Mẹ chồng nhanh chóng đỡ người Vũ lên, rồi cậy miệng ra, cho tay bà vào trong. Vũ dần mất đi ý thức. Anh ta cắn chặt bàn tay của mẹ chồng đến bật ra máu, mà bà chẳng kêu đau một tiếng. Chắc đã quá quen với việc này nên cách bà xử lý rất bình tĩnh. Bố chồng từ bên ngoài nghe tiếng ồn ào cũng chạy vào. Chờ bố tới nơi thì Vũ đã liệm đi. Mẹ thu tay về rồi bảo: ôm con lên giường cho nó nằm nghỉ đi. Từ nãy tới giờ tôi cứ ngồi bất động một góc. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi mới sực người lại, đi đến phụ bố mẹ chồng một tay để khiêng Vũ lên giường. Dáng Vũ rất đô con, một mình bố không thể ôm nổi, nhưng vẫn cố hết sức để đưa anh được lên giường. Tôi vừa chạm tay vào người Vũ, mẹ chồng liền hất tay tôi ra. Còn bà chen lên phía trước đỡ lấy người con trai. Sau khi hết cơn động kinh, Vũ tỉnh táo được mấy phút rồi lại ngủ tiếp đi ngay sau đó. Thế vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Nhưng mẹ chồng lại dành cho tôi một cặp mắt sắc lạnh. Trước khi bố mẹ rời đi, bà không quên ra lệnh cho tôi: liệu hồn chăm sóc thằng Vũ cho tốt, có chuyện gì phải gọi lớn lên liền nghe chưa. Trước giờ bố mẹ chồng đối xử với tôi nhẹ nhàng lắm, vậy mà con trai bà xảy ra chuyện thì bà quay ngoắt 180 độ. Mới ngày đầu làm dâu đã khiến cho tôi vỡ mộng. Thì ra bà cưới tôi về chỉ là để có người chăm sóc cho thằng con trai bệnh tật của bà. Đợi bố mẹ chồng đi khỏi phòng, tôi khép chặt cánh cửa, nhìn lại người chồng đang nằm trên giường như chết, không hay biết chuyện gì. Tôi chỉ biết tủi thân mà rơi nước mắt. Cả đêm tôi ngồi bên cạnh người gọi là chồng, miên man nghĩ suy. Đột nhiên tôi lại thấy rất rất hối hận. 19 tuổi, tôi làm vợ, làm dâu nhà người ta. Trong cách ăn nói và suy nghĩ bây giờ của tôi cũng chỉ là một đứa trẻ con mới lớn, chưa thấu hiểu sự đời. Sống bên cạnh nhà Vũ 2 năm nay
với vai trò khách và chủ. Cả hai cùng đem lại lợi ích cho nhau nên sống rất thoải mái. Bây giờ chuyển thành con dâu thì mọi chuyện khác hẳn đi. Thái độ của mẹ chồng không còn giữ được như những gì bà đã từng nói. Bà sợ tôi đem tiền của gia đình chồng về cho bố mẹ đẻ tôi, nên mới sáng ra đã phủ đầu con dâu. Để bố mẹ con sống bên cái láng tạm bợ đó, người ta lại nói bố mẹ chồng bạc đãi ông bà thông gia, mà nhà này thì lại không đủ chỗ cho bố mẹ con ở. Mẹ thấy ở ngoài đường có mấy cái nhà đang thuê rẻ đó, hay là con về dặn bố mẹ con ra đó thuê đi, ở cho nó thoải mái. Bà không nói thẳng ra, nhưng tôi hiểu được hàm ý trong đó. Bà không muốn tôi sống cạnh bố mẹ đẻ của mình, có chuyện gì sợ tôi lại chạy về mách. Con gái và con rể sống sung sướng mà để bố mẹ vợ sống trong cái láng lụp xụp, bà sợ mang tiếng đời, và càng không muốn con trai bà phải lo cho bố mẹ tôi. Cũng ngại ngửa tay lấy tiền thuê nhà, nên mới bóng gió đuổi bố mẹ tôi đi. Bà không nói thì bố mẹ tôi cũng dự định chuyển đi rồi, nhưng đợi xong đám cưới tôi mới nói thẳng ra. Tôi thẳng thắn nói: con định để bố mẹ tự sang nói với nhà mình, nhưng mà mẹ đã nói vậy á, thì nhân tiện đây con xin thay mặt bố mẹ con nói luôn. Nhà chú ở bên Đắk Lắk có bán rẻ là cái rẫy cho bố mẹ con. Hai người đã cọc tiền xong xuôi rồi, bây giờ chỉ đợi đám cưới của chúng con xong á là chuyển lên trên đó làm thôi. Cái rẫy đó là do một gia đình có con ăn chơi sa sút, nợ tiền của chú thím tôi, nên gán lại rẫy đi trả nợ. Thấy rẻ, chú thím gọi cho bố mẹ tôi bàn bạc để thu mua lại và chuyển lên cạnh nhà chú cho có anh có em. Làm thuê vất vả 2 năm, bố mẹ cũng mong muốn được sở hữu một mảnh đất, nên gom góp và chú thím cũng giúp một phần để lấy ngay. Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng vui mừng ra mặt. Chẳng biết bà vui cho bố mẹ tôi có được rẫy, hay là vui vì họ sắp rời đi. À, vậy thì tốt quá rồi. Vậy mà không nói sớm cho bố mẹ mừng chứ. Dạ, bố mẹ con tính nay mai sẽ sang nói với bố mẹ đó, tại mọi việc cũng gấp quá. Như vậy, 3 ngày sau, bố mẹ trả lại láng cho gia đình chồng tôi, rồi khăn gối lên Đắk Lắk để bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ gửi gắm lại tôi: con bé nó còn dại, có gì anh chị dạy bảo giúp em nha. Yên tâm đi, Điệp nó bây giờ là con dâu của chị rồi, cô chú cũng không phải lo. Lên đó gắn mà làm ăn, lâu lâu về đây thăm chúng nó là được mà. Tiễn bố mẹ đi, tôi đã khóc rất nhiều. Sống cạnh 19 năm nay, cuối cùng cũng đến ngày tôi phải thực sự rời xa vòng tay của những người thân thuộc nhất. Sau khi bố mẹ rời khỏi Gia Lai, tôi cũng bước vào những ngày tháng tăm tối với cảnh sống chung với mẹ chồng. Để có được cơ nghiệp đồ sộ như hôm nay, mẹ chồng không phải là một người phụ nữ dễ dàng như vẻ bề ngoài của bà. Vì muốn con trai có được vợ, bà mới đối xử tốt với gia đình tôi như vậy. Bây giờ gạo nấu thành cơm rồi, thì con người mới lộ bản chất ra. Bà lấy cớ tôi mới về, chưa quen công việc, nên vẫn quản lý sổ sách, tiền nong của cửa hàng. Mỗi ngày thì phát cho tôi tiền để đi chợ cơm nước và lo việc trong nhà. Có tôi về, nên mẹ chồng cũng không thuê người làm nữa. Trước đây đi làm rẫy, tôi không thấy mệt bằng việc làm dâu. Tôi làm quần quật từ 5 giờ sáng tới tận 8-9 giờ tối mà vẫn chưa xong công việc. Nhiều lúc tôi thấy mình như ưu xin nhà anh ta hơn là vợ.
Vũ thì lại kiểu người nghe lời mẹ, cái gì mẹ cũng là nhất. Cả ngày chỉ chăm chăm ngoài cửa hàng mà không giúp gì được cho tôi. Tiền nong thì mẹ quản hết, hai vợ chồng cần cái gì cũng phải ngửa tay xin tiền. Cuộc sống ở nhà chồng khiến tôi rất mệt mỏi và không còn được tự do nữa. Cứ vài ngày Vũ lại lên cơn động kinh một lần, có ngày lên cơn tận hai lần, làm cho tôi cứ thấp thỏm không yên. Thay vào đó, dù đã đi lấy chồng, nhưng cứ đêm đến, tôi vẫn bị ám ảnh bởi vong hồn của Thực. Cậu ta luôn bám theo tôi tới tận giường của hai vợ chồng. Hễ nằm xuống cạnh chồng, Thực lại dựng tôi dậy, rồi gọi tên tôi cả đêm. Hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu. Chịu đựng được một tháng, tôi quyết định trốn chạy khỏi nơi này. Không có cãi vã, không có giận hận, tôi chọn lúc bố mẹ chồng đi vắng, còn Vũ thì bận ở bên ngoài cửa hàng, lặng lẽ để lại một tờ giấy, rồi ra đường đón xe ra Đà Nẵng với con bạn thân đang làm công nhân tại khu công nghiệp ngoài đó. Tất cả đồ của tôi khi về làm dâu đều là do mẹ chồng mua, nên tôi không cầm theo bất cứ thứ gì. Vả lại tôi sợ bị phát hiện, đến quần áo cũng không dám đem đi. Do vướng phải giấy tờ ở quê, nên tôi và Vũ vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Chúng tôi không có ràng buộc gì về pháp luật. Tôi ra đi cũng nhẹ nhàng. Sau khi phát hiện tôi biến mất, Vũ tìm kiếm tôi ở khắp nơi. Anh ta gọi điện cho bố mẹ tôi để hỏi, nhưng không có tin tức gì. Khi quyết định bỏ chồng, tôi cũng chưa nói cho bố mẹ biết. Lúc nhận được tin, bố mẹ tôi sốc lắm. Tới Đà Nẵng, con bạn đón tôi về phòng, kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Nó rất ủng hộ quyết định của tôi. Ngày hôm sau, nó chở tôi đi mua một tập hồ sơ về, viết rồi nộp vào công ty nó đang làm. Rất nhanh tôi được nhận vào làm công nhân sản xuất chung xưởng với nó. Tôi xin làm ca đêm để khỏi phải bị ám ảnh bởi Thực, còn ban ngày thì sẽ ngủ bù. Nhưng cứ nhắm mắt lại thì vẫn bị như ban đêm. Ổn định công việc rồi, tôi gọi điện báo tin bình an cho bố mẹ mình. Tôi cũng kể lại hết cuộc sống những ngày ở nhà chồng cho bố mẹ nghe. Mẹ chỉ buồn buồn rồi nói: không ở được với nhau nữa thì rời đi thôi. Đã vấp ngã một lần rồi thì phải tự rút ra được bài học cho mình. Ở ngoài đó chăm chỉ mà làm vài năm đi. Chuyện chồng con cứ từ từ tính, mẹ không ép con nữa. Giờ con không lấy chồng nữa đâu, con sợ lắm rồi. Mẹ bất lực với đứa con gái như tôi. Bây giờ tôi đã là gái một đời chồng rồi, cũng chẳng dễ dàng gì để đi một bước nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống, lo cho bố mẹ. Vũ vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về tôi, nhưng tôi sống quá kín tiếng, giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh ta. Tôi đã từng thật lòng yêu anh ta, tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để dứt khoát rời khỏi Vũ như vậy. Nếu khi đó tôi đủ trưởng thành để ngồi lại nói chuyện với Vũ, thì mọi chuyện có lẽ sẽ theo một hướng rẽ khác. Nhưng chuyện bây giờ đã đi quá xa rồi. Là tôi đã phụ Vũ, đời này tôi mắc nợ ân tình anh ta. Người làng tôi vào trong Gia Lai làm thuê cho nhà Vũ cũng nhiều. Gặp ai, mẹ Vũ cũng bêu rếu con dâu, nên tin tức tôi bỏ trốn cũng nhanh chóng lan về quê cho ông bà và bà con chậm sớm. Qua lời mẹ chồng, tôi đã cưỡng hết số vàng cưới mà bà ta tặng và bỏ trốn cùng người khác. Nhưng sự thật là tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Một thời gian rồi mọi thứ cũng lắng chìm xuống. Đến Tết năm thứ ba xa nhà, tôi trở về quê. Từ khi lên Đắk Lắk, việc làm ăn của bố mẹ tôi lại được phất lên. Cả gia đình tôi được ăn một cái Tết sum vầy tại quê nhà. Hai đứa em tôi này đã lớn, em trai cũng hiểu chuyện,
giúp được ông bà nhiều việc. Em gái thì được gửi vào trung tâm khuyết tật của thị xã để học bán trú. Bố mẹ cũng gửi tiền về đầy đủ, nên ông bà không còn gây gắt với con cháu nữa. Ăn Tết xong, mẹ và dì dẫn tôi vào Huế, nhờ một vị thầy giỏi về việc âm cắt duyên âm cho tôi. Bỏ số tiền ra đến mấy chục triệu, nhưng đổi lại cuộc sống của tôi từ đó được bình yên. Tối lại ngủ, tôi không còn nhìn thấy thực nữa. Trở lại công ty, tôi có quen với một anh, cũng là người cùng huyện. Tôi mang thai được 2 tháng, thì anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh. Lần này tôi đã may mắn khi gặp được một người chồng tốt và gia đình chồng yêu thương mình. Biết tin tôi từng lấy chồng, bố mẹ anh cũng không có chê bai tôi. Trái lại đối xử rất tốt với tôi, bởi tôi mang về cho ông bà tận 2 đứa cháu nội. Bố mẹ chồng cũng có thực lực kinh tế. Cưới xong, mở cho vợ chồng tôi một tiệm cà phê để buôn bán cho gần nhà gần cửa. 3 năm trôi qua, cặp sinh đôi đã được gửi vào trường mẫu giáo. Quán cà phê của vợ chồng tôi cũng có một lượng khách ổn định. Vũ thì nghe đâu cũng có vợ con rồi. Vợ còn là một cô giáo mầm non. Sinh con ra giao cho mẹ chồng trông, còn chị ta chỉ việc đi dạy về thì có mẹ chồng phục vụ. Đúng là số phận sắp đặt cả. Ngày xưa bà ấy đối xử với tôi ra sao thì nay phải nhận lấy. Sáng nay chở con đi học mà tôi cứ thấy bồn chồn trong người, muốn chạy về nhà chơi một chuyến. Nhà chồng tôi chỉ cách nhà ông bà nội có 20 phút chạy xe máy. Vậy là tôi liền phóng xe đi. Trên đường đi, tôi gặp lại anh trai của Thực. Anh Thành thấy tôi chạy lướt qua thì gọi lớn: "Điệp, Điệp ơi, dừng lại nhỏ với." Khoảng cách giữa nhà chồng tôi tới nhà ông bà nội của tôi phải đi qua nhà Thực. Trước đây khi còn yêu Thực, tôi gặp anh Thành suốt nên chúng tôi vẫn nhớ mặt nhau. Tôi dừng xe ngoái đầu lại thì anh Thành cũng chạy tới. "May quá, anh không tìm ra được người thì lại gặp được em. Em đi đây với anh một chút đi, có việc quan trọng lắm." "Việc gì mà gấp vậy anh?" "Mấy ngày nữa là đến đám giỗ của thằng Thực. Mấy anh chị tập trung về để cầu bông nó lên, xem có thiếu thốn gì hay không thì cho. Mà người thân không có ai họp mạng để mà ngồi cho bông bạo. Anh chạy đi nhờ khắp hàng xóm nhưng mà họ từ chối cả. Em giúp anh với, thử đến ngồi xem có được hay không." Trong thâm tâm tôi không muốn dính dáng gì đến gia đình anh Thành nữa, nhưng mà bước chân lại không nghe lời. Vậy là tôi đồng ý đi theo anh Thành để tới nhà thầy cậu Vong. Có lẽ do tôi mắc nợ Thực nên ông trời mới sắp đặt tôi chạy ra đến đây. Thế nên sáng nay tôi mới thấy cảm giác bồn chồn đó. Nhà thầy ở gần nhà anh Thành luôn. Xe vừa mới tới cổng nhà thầy là người tôi đã thấy khang khát, mặt nóng hổi, cảm giác rất là sợ. Dựng xe xong, anh Thành dắt tôi vào trong điện thờ. Thầy chưa kịp làm gì, tôi đã bật khóc nức nở, rồi xà vào ôm lấy mẹ anh Thành. Tôi tự xưng mình là Thực, con trai của bà. Sau đó thì tôi không nhớ được gì nữa. Tới khi tỉnh dậy, thời gian đã trôi qua 1 tiếng đồng hồ. Tôi nằm ngửa giữa nhà thầy, trên mặt cay xè do bị rượu phun vào. Thầy hỏi tôi: "Có nhớ gì không? Dậy đi chứ, đến đây nằm làm gì?" Tôi không biết tại sao mình lại chạy đến được đây, ngơ ngác hỏi: "Sao cháu lại nằm ở đây vậy?" Thầy cười rất hiền từ mà nói cho tôi biết: "Lúc nãy có vong nhà này mượn thân con để lên gặp gia đình. Bây giờ vong đi rồi thì con khỏe lại thôi. Mệt thì lên giường nằm nghỉ một chút rồi hay về." Nói rồi thầy quay qua dặn gia đình anh Thành dìu tôi lên giường của nhà thầy nằm nghỉ
Tôi choáng váng đầu óc nên nằm khoảng 15 phút mới dần dần tỉnh táo lại. Trong lúc đó, tôi nghe loáng thoáng người nhà Thực kể là Thực nhập vào người tôi. Thực lên để bày vẽ cho gia đình rất nhiều chuyện. Từ sau khi Thực chết đi, bố mẹ lục đục mỗi người một nơi. Các anh chị em cũng đi làm ăn tứ phía, không ai chăm lo cho bàn thờ của Thực. Những gì thốt ra từ miệng của tôi như thể chính Thực đang còn sống mà nói chuyện với gia đình. Sau cái chết của Thực, tôi chưa từng đặt chân đến nhà cậu ấy, nhưng lại miêu tả được trên bàn thờ có những gì. Còn bảo mẹ Thực sống lượm thượm, đồ đạc gì cũng đặt trước chỗ của Thực ngồi, làm Thực phải leo trèo rất là mệt. Mẹ Thực xác nhận quả đúng là bà hay tiện tay đặt cốc nước hay ấm chén, nón mũ lên bàn thờ. Lần này Thực về cũng là để khuyên anh Thành nên kìm lại tính nóng nảy của mình. Anh Thành đang tranh chấp đất đai với người ta, Thực sợ xảy ra án mạng cho nên về can ngăn. Những chuyện như thế này làm sao tôi biết được chứ? Chỉ có vong hồn Thực sống khôn thắt thiên mới tường tỏ mọi chuyện được. Cuối cùng, Thực còn bảo là vẫn rất thương tôi, luôn đi theo và đã khiến cho tôi bỏ vũ. Vì thầy ở trong Huế làm phép cho tôi nên Thực không thể lại gần tôi được nữa, nhưng cũng không bao giờ từ bỏ tôi. Nghe đến đây tôi cũng rất sợ. Khỏe lại, tôi ngồi kể hết chuyện tôi gặp phải ở Gia Lai và Đà Nẵng cho thầy và gia đình Thực nghe. Thầy có bảo với tôi và mẹ Thực: hai người ra đó thắp cho vong hai cây nhang đi. Mẹ khuyên bảo, còn con thì xin lỗi nó một tiếng. Khi còn sống nó quá nặng tình với con, mà con lại phụ lòng, nên mới sinh ra sự chấp niệm như vậy. Vong cũng là con người hiểu chuyện, lựa lời mà nói nó sẽ nghe thôi. Chúng tôi làm theo lời thầy. Mẹ Thực còn khóc rất nhiều. Nỗi đau mất con bao nhiêu năm qua, bà vẫn chưa nguôi ngoai được. Thầy và anh Thành sợ vong hồn Thực lưu luyến cho nên can ngăn bà. Thầy cũng đứng ra khuyên bảo Thực đừng làm phiền cuộc sống của tôi, nhưng không dám chắc được Thực có đi theo tôi nữa hay không. Vì thầy mới nổi lên, chưa được bề trên cho làm chính thức để đuổi được vong, chỉ có thể cho vong nhập và thăng trong thân nhân gia đình mà thôi. Sau khi xong việc, tôi xin phép thầy và gia đình anh Thành, rồi lấy xe máy chạy về nhà ông bà nội. Nhìn đứa em gái lớn mà không có khôn của mình, tôi thương vô cùng. Nó là đứa chịu nhiều thiệt thòi. Có lẽ nó đã đứng ra gánh chịu tất cả nghiệp báo cho gia đình tôi. Chơi với hai đứa em và ông bà đến tận chiều, thì tôi trở về nhà để đón con. Trải qua những ngày tháng sống trong thiếu thốn và chật vật, tôi và mẹ đã cùng chiêm nghiệm lại lời ăn tiếng nói của mình, sống có trách nhiệm với những lời mà mình thốt ra. Giờ đây, chuyện của quá khứ đã được tôi gói ghém và cất ở một góc nhỏ trong tim. Cuộc sống của tôi đến đây đã là mãn nguyện lắm rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lời đọc trối chân của Các Hạ. Truyện của Các Hạ thì bao giờ cũng vậy, không quá nhiều những tình tiết ma mị kinh dị, nhưng luôn rất thực tế và luôn đem đến cho chúng ta một cái sự chân thực. Ở câu chuyện này thì giống như là một cuốn tự truyện của nhân vật tôi vậy đó. Thì hẳn là tuy là không nhiều ma, không nhiều tâm linh, nhưng mà chắc là sẽ nhiều quý bà con thính giả cảm thấy được mình ở trong đó. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.